Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 5 tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 25 Gương Kiến Quốc. Phần đầu tiên sẽ là phần kiến thức trọng tâm. Trong tuần 25 này chúng ta sẽ học các kiến thức về điệp từ, điệp ngữ. Các em sẽ được học phát triển câu chuyện của kể chuyện sáng tạo. Thì đây là hai phần kiến thức trọng tâm mà các em sẽ được học ở trong tuần 25. Tiếp theo là phần đọc hiểu và phần luyện tập. Trong phần đọc hiểu và phần luyện tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc Cô Giáo Vùng Cao. Sau đó các em sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để đi làm các câu hỏi ở phía dưới. Bài đọc Cô Giáo Vùng Cao. Dì Vân là em gái út của mẹ Nam. Dì là giáo viên trên bản vùng cao. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, dì đã xung phong lên vùng cao dạy học. Ngày dì đi, bà ngoại cứ khóc hoài. Mẹ Nam ôm bà an ủi: em ấy còn trẻ, có nhiệt huyết cống hiến như thế mẹ phải mừng chứ. Mỗi lần về thăm nhà, dì thường ngồi chải tóc cho bà ngoại và kể chuyện dạy học trên bản. Để tới được điểm trường, các thầy cô phải đi men theo những con đường trên sườn núi. Có những đoạn đường một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Mùa mưa, những con đường đất càng trơn trượt lầy lội. Thường phải có một người lái, một người đẩy xe mới đi qua được. Đa phần học sinh của dì là con em của đồng bào dân tộc. Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, lại thêm các hủ tục đeo bám. Các em thường không được đi học, kết hôn từ năm 13, 14 tuổi nên cái nghèo khổ lạc hậu cứ dai dẳng từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ngày dì đi, bà ngoại không khóc nữa. Bà chuẩn bị đồ đạc dặn dò dì rồi đứng nhìn chiếc xe chở dì đi khuất. Bà biết có rất nhiều đứa trẻ đang chờ dì đến dạy chữ. Những con chữ sẽ đem đến niềm tin và hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho các em. Bài đọc của tác giả Giang Anh. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài đọc rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Công việc của dì Vân là gì? A. Giáo viên trên bản vùng cao. B. Tình nguyện viên. C. Bác sĩ trên bản vùng cao. D. Người vận chuyển. Dì Vân là em gái út của mẹ Nam. Dì là giáo viên trên bản vùng cao. Vậy thì công việc của dì Vân là giáo viên trên bản vùng cao. Các em khoanh tròn vào đáp án A. Câu 2. Dì Vân đã gặp khó khăn gì khi dạy học trên vùng cao? A. Phải đến từng nhà để vận động phụ huynh cho con đi học. B. Không hiểu được tiếng của học sinh trên bản. C. Giao thông đi lại rất khó khăn và phức tạp. D. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát nội dung trong đoạn văn số 2 để tìm câu trả lời. Để tới được điểm trường, các thầy cô phải đi men theo những con đường trên sườn núi. Có những đoạn đường một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Đến mùa mưa thì những con đường đất càng trơn trượt, lầy lội. Thường phải có một người lái, một người đẩy xe mới đi qua được. Vậy thì các em thấy là khó khăn khi phải dạy học ở trên vùng cao là giao thông đi lại rất là khó khăn, phức tạp và nguy hiểm. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 ở đây là dì Vân đã gặp phải khó khăn gì khi dạy học trên vùng cao, đó là giao thông đi lại rất là khó khăn và phức tạp. Các em khoanh tròn vào đáp án C. Câu 3. Vì sao các em ở vùng cao lại không được đi học và kết hôn sớm? A. Vì đa phần học sinh là con em của đồng bào dân tộc Kinh. B. Vì cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, các hủ tục đeo bám. C. Vì con đường từ nhà đến trường là vực sâu hun hút, rất nguy hiểm. D. Vì hủ tục trọng nam khinh nữ đeo bám từ thế hệ này đến thế hệ khác. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta tiếp tục quan sát đoạn văn nội dung ở trong đoạn văn số 2 để tìm câu trả lời. Đa phần học sinh của dì là con em của đồng bào dân tộc, cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, lại thêm các hủ tục đeo bám. Các em thường không được đi học, kết hôn từ năm 13, 14 tuổi, nên cái nghèo khổ lạc hậu cứ dai dẳng từ thế hệ này đến thế hệ khác. Vậy thì lý do mà các em vùng cao không được đi học và kết hôn sớm? Thứ nhất là bởi vì cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn. Thứ hai, thủ tục thì đeo bám họ. Như vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 là đáp án B. Lý do mà các em ở vùng cao lại không được đi học và kết hôn sớm là bởi vì cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn và các hủ tục thì luôn đeo bám. Các em khoanh tròn vào đáp án B. Câu 4. Theo bài đọc, việc đến trường để học con chữ có ý nghĩa như thế nào đối với các em nhỏ ở vùng cao? A. Đem đến niềm tin, hy vọng và tương lai tốt đẹp cho các em. B. Giúp các em có cuộc sống đầy đủ tốt đẹp hơn về tinh thần. C. Giúp các em có thêm nhiều kiến thức mới về cuộc sống. D. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đoạn văn cuối cùng của bài đọc để tìm câu trả lời. Ngày gì đi, bà ngoại không khóc nữa, bà chuẩn bị đồ đạc, dặn dò gì rồi đứng nhìn chiếc xe chở gì đi khuất. Bà biết có rất nhiều đứa trẻ đang chờ gì đến dạy chữ. Những con chữ sẽ đem đến niềm tin và hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho các em. Như vậy thì việc đến trường để học con chữ nó sẽ có ý nghĩa rất là to lớn đối với các em ở vùng cao, đó là nó sẽ đem lại niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho các em. Em hãy khoanh tròn vào đáp án A. Câu 5, dì Vân trong bài đọc trên là một người như thế nào? A. Là một người yêu nghề và có lòng nhiệt huyết với nghề giáo. B. Là một người tận tụy chăm chỉ và chịu khó. C. Là một người có lòng nhân ái và bao dung. D. Cả A, B và C đều đúng. Vậy thì qua nội dung bài đọc thì em thấy rằng là dì Vân ở trong bài đọc là một người rất là yêu nghề và có lòng nhiệt huyết với nghề giáo. Các em khen tròn vào đáp án A. Câu 6, em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ trong khổ thơ sau. Cô có khổ thơ: ôm con trên tấm ngực trần, ấm nóng bầu vú sữa mẹ căng dần. Ôm con bằng cả tình thương, dạt dào như đảo biên cương cát vàng. Đoạn thơ được trích trong bài Tình mẹ của tác giả Mai Thùy. Vậy ở đây chúng ta sẽ có điệp ngữ ôm con. Trong bài này chúng ta có điệp ngữ ôm con được lặp lại 2 lần ở trong khổ thơ. Vậy thì điệp ngữ này nó sẽ có tác dụng, đó là nhấn mạnh hành động ôm con của người mẹ. Thì qua hành động ôm này thì thể hiện được tình yêu thương sâu sắc mà người mẹ dành cho người con của mình. Vậy thì tác dụng của điệp ngữ ôm con trong khổ thơ này là nhấn mạnh hành động ôm con của người mẹ. Đầu tiên là nhấn mạnh hành động ôm con của người mẹ. Qua hành động ôm con này thì sẽ thể hiện tình yêu thương sâu sắc mà người mẹ dành cho con của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy gạch chân dưới điệp từ điệp ngữ có trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn như sau: mây đen ùn ùn kéo tới, thấy vậy gà mẹ nháo nhác chạy đi tìm con. Mưa bắt đầu ập đến, mưa lộp độp trên mái tôn, mưa long bong trên chiếc thùng hứng nước, cơn mưa xóa tan những ngày nắng gắt của mùa hè, cơn mưa hồi sinh sự sống cho vạn vật. Bài đọc của tác giả Mai Nhung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm điệp từ điệp ngữ có ở trong đoạn văn này. Cô có điệp từ đầu tiên là điệp từ mưa được lặp lại 2 lần ở trong đoạn văn. Mưa bắt đầu ập đến, mưa lộp độp trên mái tôn, mưa long bong trên chiếc thùng hứng nước. Như vậy thì ở trong đoạn văn này thì điệp từ mưa được lặp lại 3 lần. Mưa bắt đầu ập đến, mưa lộp độp trên mái tôn, mưa long bong trong chiếc thùng hứng nước. Tiếp theo cô sẽ có điệp ngữ cơn mưa. Điệp ngữ cơn mưa được lặp lại 2 lần ở trong đoạn văn. Cơn mưa xóa tan những ngày nắng gắt của mùa hè, cơn mưa hồi sinh sự sống cho vạn vật. Như vậy thì trong đoạn văn này có các điệp từ là điệp từ mưa, điệp ngữ là cơn mưa. Câu 8, em hãy viết 2 đến 3 câu văn có sử dụng điệp từ, điệp ngữ theo các yêu cầu sau, nói về thiếu nhi. Vậy chúng ta sẽ viết từ 2 đến 3 câu văn có sử dụng điệp từ, điệp ngữ nói về thiếu nhi. Cô sẽ có câu văn đầu tiên: thiếu nhi là búp trên cành. Câu thứ hai: thiếu nhi là mầm non tương lai của đất nước. Như vậy trong câu này thì chúng ta có điệp ngữ là thiếu nhi được lặp lại 2 lần ở trong câu văn. Thiếu nhi là búp trên cành, thiếu nhi là mầm non tương lai của đất nước. Tiếp theo chúng ta sẽ viết 2 đến 3 câu có sử dụng điệp từ, điệp ngữ để nói về sự thay đổi khi mùa xuân đến. Cô sẽ có câu văn đầu tiên: thoắt cái, hoa đào nở rộ trên cây. Câu số 2: thoắt cái, mưa xuân răng kín lối. Câu số 3: thoắt cái, Tết đã đến rồi. Ở trong câu này thì chúng ta sẽ có điệp ngữ thoắt cái được lặp lại 3 lần ở trong đoạn văn. Thoắt cái, hoa đào nở rộ trên cây. Thoắt cái, mưa xuân răng kín lối. Thoắt cái, Tết đã đến rồi. Vậy thì điệp ngữ thoắt cái ở đây là nói về sự thay đổi một cách đột ngột khi mùa xuân đến. Khi xuân đến thì hoa đào nở rộ trên cây này, mưa xuân thì răng kín lối, và như vậy là Tết đã đến rồi. Còn ở câu A thì chúng ta có sử dụng điệp ngữ thiếu nhi được lặp lại 2 lần ở trong đoạn văn. Thiếu nhi là búp trên cành, thiếu nhi là mầm non tương lai của đất nước. Câu 9, hãy tìm điệp từ, điệp ngữ thích hợp cho từng vị trí trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn: tôi yêu say đắm những buổi trưa hè, ánh nắng nhảy nhót trên những tán cây xanh, những bản nhạc của mùa hè, ve kêu nhẹ nhẹ, chim hót ríu rít từng nhịp. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Đoạn văn của tác giả Quyền Quý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi điền các điệp từ, điệp ngữ còn thiếu ở các vị trí trong đoạn văn.
Tôi yêu say đắm những buổi trưa hè, ánh nắng nhảy nhót trên những tán cây xanh. Tôi yêu những bản nhạc của mùa hè. Như vậy ở đây thì trong vị trí số 1 này thì cô sẽ điền điệp ngữ tôi yêu, là chúng ta sẽ lặp lại từ tôi yêu ở câu văn trước. Ở vị trí số 1 thì chúng ta sẽ điền điệp ngữ tôi yêu. Tôi yêu say đắm những buổi trưa hè, ánh nắng nhảy nhót trên những tán cây xanh. Tôi yêu những bản nhạc của mùa hè. Tiếp theo ở vị trí số 2, chúng ta sẽ điền điệp từ tiếng. Tiếng ve kêu nhẹ nhẹ, tiếng chim hót ríu rít từng nhịp. Ở vị trí số 2, chúng ta sẽ sử dụng điệp từ tiếng. Và ở vị trí số 3, chúng ta cũng sẽ sử dụng điệp từ tiếng. Như vậy thì điệp từ tiếng được lặp lại 2 lần ở trong đoạn văn. Sau khi chúng ta đã điền điệp từ điệp ngữ ở trong đoạn văn thì cô sẽ có đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Tôi yêu say đắm những buổi trưa hè, ánh nắng nhảy nhót trên những tán cây xanh. Tôi yêu những bản nhạc của mùa hè, tiếng ve kêu nhẹ nhẹ, tiếng chim hót ríu rít từng nhịp. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, đoạn văn của tác giả Quyền Quý. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, kể chuyện sáng tạo, phát triển câu chuyện. Cô có đề bài kể sáng tạo một đoạn trong câu chuyện Cậu bé và con heo đất bằng cách bổ sung một số chi tiết mới mà không thay đổi nội dung của câu chuyện. Như vậy ở trong phần kể chuyện sáng tạo này thì chúng ta sẽ sử dụng cách kể thứ hai, đó là kể chuyện sáng tạo bằng cách bổ sung chi tiết mới mà không thay đổi nội dung của câu chuyện. Và với đề bài này thì cô sẽ có một đoạn văn mẫu kể chuyện sáng tạo Cậu bé và con heo đất bằng cách bổ sung một số chi tiết mới mà không làm thay đổi nội dung của câu chuyện như sau. Khi đập heo đất để lấy tiền đi ủng hộ các bạn ở vùng lũ lụt, tôi thấy rất lạ vì đã đếm đi đếm lại nhiều lần mà vẫn dư ra gần 300.000. Vậy thì ở trong đoạn này là chúng ta đang nhập vai nhân vật, đó là bạn Hải, để kể lại câu chuyện. Tôi gọi ba, ba ơi, ba có bỏ tiền vào heo đất của con không ạ? Ba đáp, không con trai ạ. Tôi thầm nghĩ, hay cô tiên thấy mình ngoan nên đã thưởng cho mình. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nhớ ra, hôm ba dẫn tôi đi mua heo đất, tôi đã lấy con heo ở trên mặt quầy. Rất có thể con heo đó là của cô chủ tiệm. Tôi vội chạy đi nói với ba, ba ơi, con đã lấy nhầm con heo đất của cô chủ tiệm. Ngày mai ba dẫn con đến trả cho cô được không ạ? Ba cười và nói, được chứ con trai. Như vậy ở trong đoạn văn này chúng ta đã thêm chi tiết, đó là lời nói trực tiếp của nhân vật bạn Hải, là nhân vật tôi, và ba của bạn Hải. Chi tiết mới được thêm ở trong câu chuyện, tôi gọi ba, ba ơi, ba bỏ tiền vào con heo đất của con phải không ạ? Ba đáp, không con trai ạ. Đây là chi tiết đầu tiên, đây là chi tiết mới được thêm ở trong đoạn văn. Chi tiết tiếp theo, tôi vội chạy đi nói với ba, ba ơi, con đã lấy nhầm con heo đất của cô chủ tiệm, ngày mai ba dẫn con đến trả cho cô được không ạ? Ba cười và nói, được chứ con trai. Thì đây là chi tiết mới tiếp theo ở trong đoạn văn. Như vậy ở trong đoạn văn này thì chúng ta đã thêm hai chi tiết, chính là lời nói trực tiếp của nhân vật bạn Hải và nhân vật người ba của bạn Hải. Vậy thì ở trong đề bài này là chúng ta sẽ kể sáng tạo câu chuyện con heo đất, nhưng bằng cách là bổ sung một số chi tiết mới, có thể là lời tả hoặc là lời nói trực tiếp, lời kể của nhân vật, nhưng mà không làm thay đổi đi nội dung của câu chuyện. Thì đấy chính là cái cách chúng ta kể chuyện sáng tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4, trao đổi sáng tạo. Hãy quan sát các bức tranh sau và giới thiệu về một di tích lịch sử của nước ta. Bức tranh đầu tiên là Văn Miếu Quốc Tử Giám, bức tranh số 2 là Cố Đô Huế, bức tranh số 3 là Di tích Thành Cổ Loa và bức tranh số 4 là Hoàng Thành Thăng Long. Thì chúng ta sẽ dựa vào những bức tranh này, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu về một trong 4 di tích lịch sử cho các bạn hoặc là người thân cùng nghe. Với đề bài này thì cô sẽ giới thiệu cho các em về một di tích lịch sử của nước ta, đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Em rất thích bức tranh Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là một trong những di tích lịch sử quan trọng bậc nhất của quốc gia. Đến đây, điều đầu tiên khiến em ấn tượng chính là phần tường gạch vồ bao quanh toàn bộ văn miếu rộng lớn. Tiếp đến là hồ Minh Đường, hồ Giám, nước hồ xanh, phẳng lặng, cây cối mọc sum xê, rủ bóng dưới mặt hồ tạo cảm giác vô cùng thư thái và mát mẻ. Bước qua khu vực hồ là cổng văn miếu với cửa hình vòm rộng lớn. Phía trước có 4 trụ lớn và 2 tấm bia hạ mã. Cổng này vốn được xây bằng gạch quét sơn trắng, nhưng do thời gian mài mòn nên phần tường đã phủ đầy rêu phong, khiến nó mang một vẻ cổ kính lâu đời. Tiến vào bên trong chính là vườn giám rộng lớn, cây cối rợp bóng mát xanh tươi.
Cả văn miếu rộng lớn đến vậy nhưng điều khiến em ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh Khuê Văn Các, bia tiến sĩ. Thời xa xưa, nơi đây đã có rất nhiều danh nhân từng được nhắc đến trong các sử sách Việt Nam. Dù bước qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, thì văn miếu Quốc Tử Giám vẫn sẽ là một di tích mang đậm dấu ấn của một quốc gia giàu truyền thống khoa cử và trở thành biểu tượng đẹp của thủ đô Hà Nội. Em rất yêu thích nơi đây. Thì đây chính là đoạn văn giới thiệu về một di tích lịch sử của nước ta, đó là di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Vậy thì các em có thể lựa chọn một trong bốn di tích lịch sử ở phần trao đổi sáng tạo, sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu cho người thân hoặc là bạn bè cùng nghe các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài tập của tuần 25 rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 26. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.